Đó vừa rồi là cái sản phẩm hoàn thiện sau khi mình tô xong cái nút keycap này, cái con ma này, Enga này, thì mình sẽ bắt đầu, đầu tiên mình sẽ bắt đầu với màu xanh nhá, màu xanh nó đổ dung môi vào này. Mình sẽ tô cái phần phần đế, chỗ phần mà cái con nhân vật đứng á. Đây mình sẽ tô phần này. Nó tô phần bên trên này này. Tô phần màu xanh nhạt trước, xong tí nữa mình sẽ pha loãng màu xanh đậm ra, xong mình tô lên. Chú ý đừng để nem xuống cái phần đen bên dưới. Cái phần thành phẳng này. Rồi, tô từ từ thôi. Đảm bảo kín này và không nem xuống bên dưới. Cái lớp đầu tiên này mình có nem ra cái những cái phần khác thì cũng không sao nhé. Đây tôi như này là đạt này. Cho sấy đi. Tiếp theo là cái màu sắc thứ hai mà mình sử dụng là cái màu xanh này, xanh đậm hơn này. Mình lưu ý là pha loãng ra nhé. Đặc biệt lưu ý là phải pha loãng ra. Vị trí tô thì vẫn như cũ. Vẫn như cái lớp đầu tiên ấy. Pha loãng cái màu ra. Mục đích vẫn là chính, vẫn là để tạo chiều sâu ấy, nó chám vào những cái khe kẽ để nó tạo cái chiều sâu ấy, độ đậm nhạt ấy. Nói như này ok này. Vị trí tô thì vẫn như cũ thôi. Vẫn tô vị trí này. Tô đè lên thôi. Vị trí tô thì vẫn như cũ thôi. Sau khi hoàn thành cái lớp màu thứ hai thì cái sản phẩm phải đảm bảo yêu cầu như sau này. Nó vẫn nhìn thấy cả màu xanh nhạt nhé. Đấy, có màu xanh đậm vào những cái kẽ khe này. Và vẫn phải nhìn thấy màu xanh nhạt này. Vẫn rõ màu xanh nhạt này. Vẫn nhìn rõ, tương đối rõ màu xanh nhạt này. Và xanh đậm đen lẫn xen lẫn vào nhau thì mới đạt yêu cầu nhé. Tránh trường hợp mà để pha cái màu xanh đậm này đặc quá thì nó sẽ mất màu xanh nhạt đi. Mất cái dụng ý ban đầu là cái việc mà mình tạo hiệu ứng, tạo chiều sâu ấy. Màu sắc tiếp theo sử dụng sẽ là màu trắng này. Đấy, lại pha với dung môi tiếp này. Thì vị trí tô là cái phần dấu cộng này, cái bia này và những mỏm đá. Đấy, con ma này thì đây là cái bia mộ này. Cái chi tiết này chi tiết bia mộ. Đây vị trí tô đây. Phần dấu cộng này. Tô hết cái phần dấu cộng này, phủ kín vào một hai cái mỏm đá này. Chấm vào những cái điểm mỏm đá nhô lên này. Đó, tô kín phần dấu cộng này. Đó, như này đặt yêu cầu này. Lại sấy khô đi thôi. Tiếp theo sẽ pha màu xám bằng cách sử dụng màu trắng và đen này. Đây, xám nhá. Để tô ở cái vị trí mà cái chân con này. Cái ván trượt này. Nó cũng là một cái bia thôi. Nên nó mình làm cái chi tiết này thành một cái ván trượt này.
Đó, tô từ từ thôi. Như này là yêu cầu rồi nè. Tiếp theo sử dụng màu tím nha để tô cái con nhân vật chính này này. Đó, cái con này là màu tím mà. Đừng quên cho dung môi nhá. Trộn đều đây. Sử dụng màu tím để tô con nhân vật chính này, con nghe nha, con ma này. Màu tím đợt này hơi bị đậm nên chúng ta phải pha thêm một tí màu trắng nha để nó ra cái màu tím sáng hơn. Chứ không cái màu màu kia như như cũ tô xong là nó vẫn đen xì ạ. Đấy, nó phải ra màu tím sáng hơn một tí như này này. Tóm lại phải pha thêm màu trắng nhé. Sử dụng màu đỏ phản quang nhé, màu đỏ phản quang và pha thêm dung môi để tạo cái đường gợn sóng, để tô những cái đường gợn sóng. Cái mẫu này điểm nhấn của nó là cái đường gợn sóng phản quang ấy. Cho nên cái phần này rất quan trọng, pha cái màu này nó hơi đặc nên mình phải pha sệt sệt một tí ra tô cho dễ. Bắt đầu tô những cái đường gợn sóng này. Đấy, đi theo những cái đường gân nổi ở trên này này. Đi theo những cái đường gân nổi. Chung là trước đó đã có những cái mẫu rồi nên là bây giờ mình cứ dựa theo những cái mẫu trước đó để nó đồng nhất về mẫu mã. Ta đưa đi những cái đường vân nổi này. Đấy, để nhấn lên những cái điểm nhấn ở đường ở cái phần gợn sóng này. Cái keycap này nó thấp hay nó bé nhiều. Không cài cắm được nhiều chi tiết vào nên là chủ yếu là những cái mẫu này là biến tấu về cái đường gợn sóng thôi. Nó tạo cái hiệu ứng kiểu như con bo cái mon nó ra chiêu gì đó thôi, phải cắm những cái chi tiết nhỏ thì nó khó lắm đó. Thấy nổi hẳn không? Màu phản quang này nó sẽ nổi hơn đấy, là cái màu đỏ thường là không được như này đâu. Đấy, cho chuốt tỉa tốt hơn một tí là được. Vẫn là đỏ và trắng ở phần logo Pokemon và đây là sản phẩm hoàn thiện.